Sơn Oexpo hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây. Thì Dung. À, chào anh Cường. Thì Dung đang cầm bức ảnh của chợ Bến Thành phải không? Nhưng mà anh Cường nhìn kỹ xem, đây không phải là chợ Bến Thành của hiện tại đâu, mà là của ngày xưa đó. Dĩ nhiên là có những thay đổi, tuy nhiên kiến trúc thì anh thấy là vẫn còn nguyên trạng nè. Và đặc biệt là không khí trong chợ còn nhộn nhịp hơn xưa nữa đó. Mình vô tham quan chợ đi. Em đồng ý. Anh Cường có biết không, không chỉ là chợ Bến Thành nha, mà thành phố Hồ Chí Minh còn có rất là nhiều công trình đã tồn tại hàng trăm năm mà vẫn giữ được cái nét kiến trúc tiêu biểu của mình của ngày xưa. Và Cường tin là khi mà chúng ta ghé thăm và tìm hiểu về những công trình đó thì chúng ta sẽ cảm nhận thật là rõ nét về mảnh đất Hòn Ngọc Thiện Đông trước đây. Hôm nay em sẽ giới thiệu với anh Cường một người rất là nặng tình và am hiểu thành phố này nữa. Ai vậy? Đó là tiến sĩ nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Ngọc Thơ. Mình vào gặp đi. Dạ chào thầy. Ồ, chào các bạn, chào hai bạn trẻ. Ngọn gió nào đưa các bạn tới đây? Xin mời, xin mời. Thật là vui được ngồi đây cùng trò chuyện với hai bạn trẻ, những người đồng điệu và yêu quý thành phố này. Thực sự mà nói là để yêu thành phố này thì đơn giản, rất là dễ. Chỉ cần các bạn trẻ tham quan những cảnh đẹp thôi là đã mê thành phố này lắm rồi. Tuy nhiên để có thể hiểu về thành phố Hồ Chí Minh thì chắc là đòi hỏi rất là nhiều trải nghiệm cũng như là thời gian, đúng không thầy? Đích thực là như vậy, không phải ngẫu nhiên mà thành phố mình được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Với những người đã từng một lần đặt chân đến đây hoặc là những người con sinh ra và lớn lên tại đây, thành phố luôn có một cái sức hút kỳ diệu. Và để hiểu về thành phố, chúng ta không thể không sống như người Sài Gòn xưa. Sống như người Sài Gòn xưa. Nổi tiếng là những chàng trai bảnh bao, những quý cô kiều diễm, người Sài Gòn xưa vốn có kiến thức thời trang và gu ăn mặc rất sành điệu, luôn bắt kịp xu hướng của thế giới. Vẻ đẹp của người Sài Gòn xưa không chỉ đến từ cách ăn mặc thời trang, hợp mốt, mà còn từ thần thái tươi tắn, dáng điệu tự tin, cởi mở trong giao tiếp và một lối sống ưa đón nhận cái hay, cái mới. Hiện tại thì Dung và anh Cường đang đến một công trình kiến trúc rất là đặc sắc của thành phố. Mọi người cùng đi theo nhé. Thời gian dường như không thể làm tàn phai sự lộng lẫy của nhà thờ Đức Bà. Bề mặt công trình được xây dựng toàn bộ bằng gạch trần và đá xanh, không hề tô trét, với sự tính toán tỉ mỉ, chính xác, cấu kiện, chuẩn mực đến kinh ngạc. Cứ thiệt mà nói là Bình Thường đã qua nhà thờ Đức Bà không biết bao nhiêu lần rồi. Và đây đã trở thành một nơi rất là quen thuộc, rất là thân thuộc của mình rồi. Nhưng mà có lẽ là lần này là lần đầu tiên mà mình sẽ tìm hiểu một cách sâu và kỹ nhất về nhà thờ Đức Bà. Dạ vâng, nói về em cũng thắc mắc là không biết tại sao đã qua bao nhiêu năm rồi mà công trình kiến trúc vẫn luôn giữ được cái vẻ đẹp của mình như vậy, như ngày xưa vậy đó. Nhìn những viên gạch này không ai nghĩ là đã hơn 130 năm rồi. Chính xác là 137 năm các bạn ạ. Đó là do lựa chọn của các kiến trúc sư người Pháp. Khi mà lựa chọn một loại gạch được xem như là một cái biểu trưng của cái kỹ thuật xây dựng phương Tây mang đến với thành phố chúng ta. Và vào khoảng năm 1877 thì vị kiến trúc sư người Pháp tên là Burat đã thiết kế một cái bản xây dựng về nhà thờ Đức Bà. Nó mô phỏng của kiến trúc nhà thờ Đức Bà Paris, có quy mô nhỏ hơn một chút.
Mặc dù vậy thì các kiến trúc sư ngày trước cũng đã cố tình tạo ra một điểm nhấn cho kiến trúc nhà thờ Đức Bà bằng cách là hai cái chóp nó cũng khác biệt so với kiến trúc của nhà thờ Đức Bà Paris. Một số tiểu tiết khác cũng có thể nhìn thấy rất là dễ. Và đó chính là những cái điểm suyết cho cái công trình này ở thành phố đáng yêu của chúng ta. Có lẽ bây giờ mời các bạn chúng ta cùng đi ra xa hơn một chút để ngắm nhìn nhà thờ trong một cảnh quan chung của nó. Rồi, bây giờ cả ba chúng ta đang ở một khoảng cách vừa đủ để chúng ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh của công trình. Và nếu chiêm nghiệm kỹ một chút, chúng ta sẽ nhìn thấy sự phối hợp rất là nhịp nhàng của những khối hình học và những đường màu sắc với nhau. Những cái khối hình học chúng ta có thể nhìn đầu tiên là những mái vòm cong hình bán nguyệt. Có cả những cái cửa sổ thông gió hình tròn xen lẫn lẫn nhau. Rồi có cả những ô cửa sổ đôi nữa, rất là đối xứng. Hai tòa tháp hai bên lại nâng đỡ một khoảng không gian ở giữa, làm nên nét đẹp công trình vừa rất rắn chắc, vừa rất cân xứng. Và có lẽ là đối với tất cả những người đã sinh ra và lớn lên ở thành phố này, cũng như đối với những ai đã một lần đặt chân đến đây rồi lại ra đi, đều mang theo ký ức của biểu tượng công trình nhà thờ Đức Bà. Thật là một công trình rất là đặc sắc, bởi vì nó không chỉ có giá trị về mặt thời gian mà còn có sự hòa quyện giữa không gian Đông Tờ Tây nữa. Và thêm biết thì không chỉ là nhà thờ Đức Bà mà bên cạnh đó cũng có một cái công trình kiến trúc thuộc top 5 tiêu biểu của Sài Gòn, đó chính là Bưu điện thành phố. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ mình đi qua đó đi. Tòa nhà nổi bật với sự bố cục cân đối của các hạng mục công trình mang tính thẩm mỹ cao. Mặt tiền có kết cấu hình khối với vòng cung phía trên các cửa. Hệ thống cột trụ chính, phụ, mái hiên đều có kết cấu hình khối vuông. Trên mỗi đầu trụ, cột được chạm khắc hoa văn, phù điêu công phu tỉ mỉ. Như quý vị cũng thấy là nội thất của bưu điện được giữ lại một cách khá nguyên vẹn và đầy đủ, với những quầy giao dịch, những bút điện thoại, rồi những chiếc bàn dài để mà ghi chép thư từ và bưu thiếp. Bây giờ đứng tại đây nhắm mắt lại, em có thể tưởng tượng ra được cái bầu không khí giao dịch rất là nhộn nhịp và tấp nập của bưu điện ngày xưa. Đã hơn 125 năm rồi đó, và các bạn có thể hình dung rằng là mỗi ngày bưu điện thành phố chúng ta đều nhộn nhịp như thế này. Các bạn có thể hình dung ở đây chúng ta có những mái vòm, một khoảng không gian rộng, và có lẽ các kiến trúc sư của Pháp ngày trước khi mà xây dựng là họ có tính. Các bạn có thể thấy là những cái ô thông gió rồi những cái khoảng không gian mà lan sáng vào để tạo một cái khoảng vừa đủ để tất cả mọi người đến đây khi giao dịch làm việc với các cô bưu điện viên cũng có thể giao tiếp và cảm thấy một không gian rất là thoáng đãng và thoải mái. Nhịp sống của thành phố thì mỗi ngày vẫn đang hối hả, nhưng dường như vẫn có những điều thầm lặng. Và để mắt cho các bạn có một nhân vật đã hơn 27 năm, Bác đã tận tay mình để có thể viết những bức thư, để trao đi những tâm nguyện, kết nối những trái tim và mang những con người từ nhiều vùng đất, nhiều nền văn hóa lại với nhau. Và đó là Bác Dương Văn Ngộ. Ông Dương Văn Ngộ, người viết thư thuê cuối cùng của thành phố, đã có hơn nửa thế kỷ làm bưu tá, gần 30 năm viết thư thuê ở bưu điện thành phố. Bây giờ chúng ta đang ở khoảng không gian rộng nhất của bưu điện, và các bạn có thể nhìn lên đây, đó là tấm bản đồ về vùng Sài Gòn và Chợ Lớn có niên đại từ năm 1892. Và bức bản đồ thứ hai các bạn có thể nhìn bên này chính là bản đồ về xứ Nam Kỳ của chúng ta và cái vùng Campos vào năm 1936. Và mãi theo thời gian thì đây vẫn là hai tấm bản đồ có giá trị về lịch sử, để mỗi khi du khách đến đây, người dân thành phố đến đây có thể chiêm nghiệm và tìm hiểu về diện mạo quá khứ của thành phố đáng yêu này. Càng tìm hiểu thì càng thấy rõ thành phố của chúng ta tươi đẹp đến chừng nào. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ đã giúp Phủ Minh Cường và Thùy Dung hiểu thêm về thành phố này. Bưu điện thành phố từ lâu đã là một nơi không thể bỏ qua của khách tham quan. Tại đây có một góc nhỏ bán quà lưu niệm và chúng ta có thể tìm thấy những thứ rất là hay về vẻ đẹp của thành phố. Chẳng hạn như là bức hình này. Nhà hát thành phố là đỉnh cao của sự hòa quyện giữa kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc. Dinh Thống Nhất
công trình đáng tự hào cho giới kiến trúc sư Việt khi đoạt giải thưởng Khôi Nguyên La Mã về thể loại kiến trúc. Với nền tảng là một thành phố hiện đại, luôn sở hữu những công trình kiến trúc thời thượng, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khiến người ta hoài niệm, lưu luyến với vẻ đẹp của các kiến trúc xưa, mà với các công trình hiện đại mang tầm thế kỷ. Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa đã tạo ra những biểu tượng mới cho chính diện mạo của mình. Là tinh hoa của nghệ thuật dân tộc gắn với đời sống của người dân Nam Bộ từ những ngày đầu mở đất. Đờn ca tài tử đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày hội, dịp vui của người dân. Tập tiếp theo của Hành Trình Văn Hóa Việt sẽ đưa khán giả đến với di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, đờn ca tài tử. Đón xem Hành Trình Văn Hóa Việt phát sóng lúc 19h50 ngày 22 tháng 4 trên truyền hình Vĩnh Long 1. Sơn Ô Expo, chúng tôi trân trọng những di sản văn hóa Việt Nam.